Dạ, để tiếp nối chương trình xin mời anh Lâm Chí Dũng ạ, với ca khúc Xin Đôi Bằng Cả Tình Người, mời anh. Vâng, em hát hay. Chúc cho tất cả các anh, các chị và các bạn mà một buổi trưa vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và để đáp lại lá thư thì Lâm Chí Dũng cũng xin gửi tới một bài nhạc phẩm Xin Yêu Tôi Bằng Cả Tình Người.